Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, tội phạm trộm cắp đang ngày càng trở nên manh động và không từ bất cứ thủ đoạn nào để hành nghề. Đã có không ít vụ việc nạn nhân để đồ trong cốp xe rồi bị những tên trộm móc trộm đồ. Trong video ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những vụ việc trộm móc cốp xe trộm đồ khiến không ít người theo dõi phải tròn mắt thốt lên. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ông bà ta có câu đừng trông mặt mà bắt hình dòng quả không sai, khi mà có những kẻ dù đã có chức có quyền nhưng vẫn không thể bỏ được cái tật tay máy, thó đồ của người khác. Một tên trộm đã tiện tay bẻ khóa 8 xe máy, trộm đồ trong cốp xe mà chủ xe không hề hay biết. Nên khi kẻ trộm ra đầu thú thì ai nấy đều tá hỏa vì vai vế của người này quả không tầm thường. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại bãi để xe của một quán nhậu, có thể thấy rất rõ cảnh một người đàn ông đang gắng sức bẻ khóa của một chiếc xe. Sau khi bẻ khóa thành công, người này ung dung lật cốp xe lấy trộm tài sản trong cốp. Khi có người đến thì hắn lại giả vờ đi tới đi lùi. Sau khi vắng người thì lại bật yên xe lên và tìm đồ, tiền vàng để trộm cắp. Camera an ninh ghi lại có khoảng 8 xe đã bị tên này mở khóa để tìm đồ trộm. Đặc biệt, dù các xe máy bị bẻ khóa nhưng không để lại dấu vết hư hỏng nên bị hại cũng không có phát hiện, cứ nghĩ xe mình bị cạy cốp. Vụ việc xảy ra tại một quán nhậu ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Kiên Giang. Kẻ trộm sau nhiều ngày bị truy tìm đã tự giác đến công an đầu thú. Nhưng điều làm rất nhiều người phẫn nộ không khỏi ngán ngẩm lắc đầu là kẻ trộm hiện đang là phó giám đốc của một công ty tại thành phố Mỹ Tho. Và ngày xảy ra vụ việc, người này đã đến quán nhậu cùng một nhóm người. Tuy nhiên, tất cả những người đi chung vào nhậu, còn ông Thảo đã vờ nghe điện thoại, ngồi hết xe máy này đến xe máy khác rồi thực hiện hành vi trộm cắp. Đang nói trước khi kẻ trộm tự ra đầu thú, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết nhiều ngày, trong đó có cả công ty mà người này đang giữ chức phó giám đốc. Tuy nhiên khi được hỏi thì nhân viên khi xem hình đều nói không biết người này. Nhưng vậy cũng đúng thôi, dù có thấy giống thì chẳng có nhân viên nào lại dám nghĩ đến việc lãnh đạo của mình lại là một kẻ trộm táo tợn như vậy. Thôi thì đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người không nên để những đồ quan trọng có giá trị trong cốp để tránh xảy ra những mất mát không đáng có. Áo mưa quả là có rất nhiều công dụng, không những dùng để tránh mưa tránh gió mà giờ đây còn dùng để che mắt, giúp những tên trộm dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp của mình, giống như thủ đoạn của đôi nam nữ trong đoạn clip sau đây. Trong đoạn video được một tài khoản cá nhân chia sẻ lên mạng xã hội, một nam thanh niên mặc áo mưa tím chở theo một người phụ nữ tiến vào khu vực đỗ xe trên vỉa hè. Sau khi người phụ nữ xuống xe, người phụ nữ vòng qua bên kia của chiếc xe đang đứng bên cạnh, rồi đứng đó tiếp tục trò chuyện với người đàn ông. Tuy nhiên, điều khiến ai nấy đều phải chú ý là khi vừa nói chuyện, người đàn ông vừa thò tay ra từ trong áo mưa, nhanh như chớp luồn vào chiếc cốp xe bên cạnh và lấy trộm đồ. Chỉ trong vài giây, hắn đã lấy xong đồ. Thấy đồng bọn đã đồng hành xong xuôi, người phụ nữ cũng nhanh chóng tiến đến, trèo lên xe và hai người rời khỏi hiện trường ngay sau đó. Bên dưới đoạn clip, không ít người bày tỏ sự bất bình đối với hành vi táo tợn của hai tên trộm. Ngay phía sau có một cô gái ngồi lù lù mà chúng vẫn dám ra tay, thật là manh động quá. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng bản thân chủ xe cũng đã thiếu cẩn trọng khi đóng cốp xe không chặn nên đã tạo cơ hội cho hai tên trộm. Chỉ cần đẩy nhẹ phần lẫy là đã dễ dàng làm cho cốp xe bật lên. Đây không phải là lần đầu tiên những tên trộm đã lợi dụng sự thiếu thiển cận của chính chủ xe để thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy mỗi người sau khi xuống xe hãy chắc chắn cốp đã được đóng chặt để trộm cắp hết đường lộng hành nhé. Nhìn bên ngoài thì sang chảnh xịn sò nhưng tính cách thì chưa chắc đã vậy đâu. Đi hẳn ô tô đến uống cà phê mà lại làm ra hành vi xấu xí thế này thì đúng là quá mất mặt rồi. Trong một đoạn video trích xuất từ camera an ninh tại một quán cà phê, ghi lại hình ảnh một người đàn ông ăn mặc có vẻ lịch sự nhưng lại đi móc cốp xe trộm tiền vàng. Theo đó, hắn ta ung dung bước vào quán cà phê. Sau khi đến quầy order nhân viên làm cho mình một ly cà phê, lợi dụng lúc nữ nhân viên không để ý, hắn đã cạy cốp xe máy của nữ nhân viên này, lấy được một bịch ni lông rồi nhanh chóng tẩu thoát. Về phần nữ nhân viên, thì mãi sau khi hết ca làm đi về, người này mới tá hỏa phát hiện, không thấy chiếc túi mình để trong cốp giờ đã không cánh mà bay. Đến khi check camera an ninh thì mới phát hiện ra vụ việc. Tuy nhiên điều đáng nói, tên trộm này trông có vẻ cũng không phải người túng thiếu, vì theo thông tin nữ nhân viên chia sẻ, hắn ta lái ô tô đến cửa hàng, sau đó mới thực hiện hành vi trộm cắp. Vụ việc xảy ra tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Hiện đối tượng này đã bị lực lượng chức năng tỉnh bắt giữ.
Theo lời khai của nghi phạm, sau khi lấy được chiếc túi xách, mở ra thấy bên trong có 23 triệu đồng. Còn trong chiếc hộp nhựa có 3 nhẫn vàng 4 số 9, 2 nhẫn vàng màu có đính đá, 1 dây chuyền loại 18K, 2 lắc tay. Hắn chạy thẳng với Biên Hòa bán 3 nhẫn vàng 4 số 9 được hơn 15 triệu đồng, sau đó ghé tiệm vàng khác bán số vàng còn lại. Tuy nhiên chủ tiệm cho hay chỉ có sợi dây chuyền và một lắc tay là vàng thật có giá hơn 6 triệu đồng, còn 2 nhẫn vàng đính đá và một chiếc lắc tay còn lại là đồ giả. Vì vậy hắn đã đem toàn bộ giấy tờ trong túi xách và số vàng giả vứt xuống sông Đồng Nai. Tuy tên tội phạm đã bị bắt nhưng không thể phủ nhận sự manh động của tội phạm trộm cắp thời nay cùng những thủ đoạn vô cùng tinh vi, có thể hành nghề ngay chốn đông người, thậm chí ngay trước mặt nạn nhân. Vì vậy mọi người cần chú ý đề cao cảnh giác, nhất là những đối tượng lạ mặt có hành động khả nghi. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang loay hoay chọn hoa quả bên đường, đôi nam nữ vừa đánh lạc hướng vừa nhanh tay mở cốp xe, lấy luôn chiếc túi xách bên trong khiến nhiều người bất ngờ. Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại một cảnh trộm cắp nhanh như chớp xảy ra giữa ban ngày. Một tài khoản đã đăng tải bài viết với nội dung như sau: chia buồn với bạn gái dừng xe mua hoa trước cửa nhà tôi ở khu vực Hoàng Cầu, mới sáng ngày mùng 1 mà đã gặp vận xui, nghe nói mất cả điện thoại, tiền và rất nhiều giấy tờ quan trọng để trong túi. Hàng xóm nhà tôi lắp camera theo chiều ngược lại nên chắc chắn có biển số xe. Nếu bạn nữ nạn nhân xem được thì cứ liên hệ hàng xóm tôi nhớ kiểm tra camera lúc 7 giờ 24 phút sáng. Giờ cứ xin đưa chiếc lên để cộng đồng mạng tìm giúp gương mặt thân quen cái đã. Mong rằng đây cũng là lời cảnh báo hữu ích cho những chị em hay đi xe tay ga vốn chủ quan nghĩ rằng tài sản được an toàn khi được cất trong cốp xe. Theo như hình ảnh đoạn clip ghi lại cho thấy, khi một nhóm người đang dựng xe loay hoay chọn bua hoa quả ngay bên đường thì bất ngờ một đôi nam nữ chạy xe tới áp sát. Người phụ nữ ngồi phía sau vờ chọn hoa rồi đứng dậy che chắn. Người đàn ông cũng xuống xe, tiến lại gần chiếc xe tay ga, nhẹ nhàng bật nắp yên rồi móc luôn chiếc túi trong cốp xe. Sau khi đã trộm được chiếc túi xách, hai đối tượng nhanh chóng ra hiệu cho nhau. Người phụ nữ vội vứt lại bó hoa rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát. Dù bị mất tài sản, nhưng người phụ nữ bị mất cắp vẫn không hề biết, vẫn mải mê ngồi chọn lựa hoa quả trong ngày mùng 1 đầu tháng. Ngay sau khi đăng tải, vụ việc đã khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo việc mất trộm tài sản để trong cốp xe, nhưng nhiều người vẫn có thói quen để túi và nhiều tài sản khác trong cốp xe với suy nghĩ cốp xe đã khá là an toàn. Thế nhưng thủ đoạn của những kẻ trộm cắp tài sản thì luôn biến hóa khó lường. Giả vờ đỗ xe để vào cửa hàng và thực hiện một vài động tác đơn giản, nữ quái đã phá xong khóa và trộm được đồ trong cốp xe, trong khi người kia làm động tác che chắn hoàn hảo. Theo đó, trong đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, xuất hiện hai người phụ nữ chở nhau trên một chiếc xe màu trắng. Ban đầu, hai người đỗ xe thẳng vào vị trí còn trống ngay trước cửa chính của một cửa hàng. Những tưởng họ sẽ vào cửa hàng ngay sau đó, nhưng không. Sau khi người phụ nữ điều khiển xe máy đi xuống, tiếp cận chiếc xe Spacey bên cạnh rồi rút điện thoại ra giả vờ nghe, thì lúc này người phụ nữ ngồi sau cũng nhẹ nhàng nhoài người về phía chiếc xe bên cạnh. Chỉ bằng một vài động tác đơn giản, yên cốp xe Spacey đã bật mở, người phụ nữ nhanh chóng lấy chiếc túi màu nâu trong cốp ra, rồi hai người lên xe phóng đi mất. Sự việc chỉ xảy ra trong một vài giây tích tắc khiến cho nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip xong phải thốt lên rằng quá nhanh quá nguy hiểm. Thậm chí đến khi hai người phụ nữ này bỏ đi rồi vẫn không một ai phát hiện ra vụ việc. Đáng nói nhiều người còn để ý thấy chủ xe đã rất cẩn thận, đỗ xe ở vị trí giữa cửa để tiện trông coi. Cửa lại được làm bằng kính trong suốt, tuy nhiên người tính sao bằng trời tính. Với sự phối hợp tài tình, hai quái nữ đã có thể qua mắt nhiều người thực hiện hành vi trộm cắp một cách chót lọt. Bên dưới phần bình luận của không ít cư dân mạng chia sẻ, bản thân từng là nạn nhân của chiêu trò móc trộm tài sản trong cốp xe, vì vậy đã lên tiếng nhắc nhở mọi người hãy đề cao cảnh giác, bởi có thể chúng đã theo dõi từ trước, thấy nạn nhân vô tư để đồ trong cốp nên chúng mới có cơ hội hành nghề. Còn bạn đã từng trở thành nạn nhân của những kẻ móc cốp xe trộm đồ hay chưa? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé. Đến đây thời lượng của video đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại!